Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Kinh Lạy Cha, Matthew chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha chúng con, là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Chúng ta không thể lèo lái hay ép buộc Thiên Chúa bằng những lải nhải dài dòng hay bằng những câu thần chú. Cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết nhu cầu của ta. Cha Teilhard de Chardin đã viết, chúng ta phải cầu xin Chúa không phải vì lệ luật buộc như thế, cũng không phải vì Chúa không biết ta cần gì. Không, kinh nguyện là tình yêu, là cách diễn tả tình yêu. Thiên Chúa thích nghe miệng chúng ta nói lên nhu cầu của mình. Giê-xu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, A-ba, như Ngài đã gọi. A-ba là tiếng gọi âu yếm thân thương của đứa con đối với người cha. Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta thấy mình hết sợ hãi và xa cách. Cha siêu việt và quyền uy, nhưng Cha không áp bức và bắt con làm nô lệ. Cha cao sang ở trên trời, nhưng Cha lại gần gũi với nhu cầu của con cái. Ba lời cầu xin đầu tiên đều hướng về cha, danh cha, nước cha và ý cha. Danh cha được vinh hiển khi nước cha được thành tựu, ý cha được thể hiện. Nước cha đã đến rồi với sự hiện diện và hoạt động của Đức Giê-xu. Nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin cho nước ấy mau đến cách viên mãn. Ý cha và quyền tối cao của cha đã được thể hiện trọn vẹn trên trời rồi, nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, nơi mọi người và nơi từng người.
ba lời cầu đầu tiên là những lời trực tiếp nại xin Cha, làm cho danh Cha được biết đến, nước Cha được nhìn nhận, ý Cha được tuân hành. Đó là công việc của Cha cho đến tận thế. Nhưng việc đó cũng cần có sự cộng tác hàng ngày của mỗi Kitô hữu qua việc họ sống tận căn những đòi hỏi gay gốc của nước trời, để cho thấy nước trời đã đến trên mặt đất. Bốn lời cầu xin sau nhắm đến nhu cầu cụ thể của các môn đệ. Xin lương thực hằng ngày là điều cần thiết cho họ, những người nay đây, mai đó, sống nhờ lòng tốt của người nghe. Xin ơn tha thứ là điều ta cần mỗi ngày từ Chúa sau bao sai lỗi, mà cũng là điều ta phải trao lại cho anh em. Xin Chúa đừng đưa chúng ta vào cơn thử thách, quá sức chịu đựng đến mức mất đi đức tin và quỵ ngã. Nhưng xin Chúa gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi ác thần. Kinh Lạy Cha giúp chúng ta trò chuyện với chính Thiên Chúa là Cha. Chúng ta được mở ra trước thế giới trên trời nơi Cha ngự trị, nhưng cũng được mở ra trước thế giới dưới đất của con người. Một thế giới có bao nhiêu người thiếu bánh ăn cần được chia sẻ, một thế giới có nhiều xung đột và hận thù cần sự bao dung thứ tha, một thế giới hỗn loạn với bao điều phải chấn chỉnh cho hợp ý Chúa. Một thế giới không biết mình là anh em, con cùng một Cha. Kinh Lạy Cha bao giờ cũng nhắc chúng ta về những điều còn dang dở. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin đừng mỉm cười và nói rằng Chúa đã ở bên chúng con rồi. Có cả triệu người chưa biết Chúa, nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì? Nếu đời sống con cái của Chúa cứ tiếp tục y như cũ, xin quán cải chúng con, xin lay chuyển chúng con. Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Bởi lẽ chỉ như thế, sự điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an sâu xa, thứ bình an khác hẳn. Đó là bình an của Chúa. Ngày 22 tháng 6, Thánh Gioan Fisher Rachester, sinh năm 1469,
mất năm 1535. Thánh Gioan Fisher thường có liên hệ với Erasmus, Thomas More và những người thuộc phong trào nhân bản thời Phục Hưng. Bởi đó, cuộc đời Ngài không có nét bề ngoài như đời sống các thánh khác. Đúng hơn, Ngài là một con người học thức, thân quen với giới trí thức và chính trị thời bấy giờ. Gioan Fisher sinh năm 1469 ở Beverley, Yorkshire, Anh Quốc. Tốt nghiệp Đại học Cambridge, thụ phong linh mục năm 1491 và lấy bằng tiến sĩ thần học năm 1501. Ngài có tài quản trị, nên lần lượt được nhà trường giao cho các chức vụ tổng giám thị, phó trưởng ấn và trưởng ấn. Trong thời gian này, Ngài là cha giải tội của mẹ vua Henry VII và đã khuyên bảo bà dùng của cải một cách bác ái, cũng như đưa môn thuyết giảng vào hai đại học lớn ở Anh. Cũng chính thời gian này, Ngài làm bạn với Erasmus và Thomas More. Vào năm 1504, Ngài được làm giám mục ở Rochester và cai quản giáo phận nghèo nàn này trong 30 năm. Ngài đích thực là một giám mục, sống làm gương cho các linh mục và chú ý đến đời sống tâm linh của họ. Chính đức giám mục Fisher là một văn bút và vị giảng thuyết sáng giá. Các bài giảng của Ngài về ăn năn sám hối được tái bản đến 7 lần trước khi Ngài từ trần. Với sự tràn lan của giáo phái Luther, Ngài đã tham dự vào các cuộc tranh luận. 8 cuốn sách của Ngài chống lại lạc giáo đã đem lại cho Ngài địa vị hàng đầu của các thần học gia Âu Châu. Cần nhận xét ở đây là đức Gioan Fisher không bao giờ dùng lời lẽ hạ cấp để nhục mạ đối phương như trong các cuộc tranh luận thời bấy giờ, nhưng Ngài dùng lý lẽ để khuyên bảo những người lầm đường lạc lối. Vào năm 1527, Ngài được yêu cầu xem xét về vấn đề hôn nhân của vua nước Anh là Henry VIII. Nhà vua muốn ly dị hoàng hậu hiện thời là bà Catherine ở Aragon vì bà không sinh được con trai nối dõi. Đức Fisher đã làm vua Henry tức giận khi tuyên bố hôn nhân cũ của nhà vua vẫn còn giá trị. Và sau này, đức Fisher còn từ chối, không chấp nhận Henry là thủ lãnh tối cao của giáo hội Anh Quốc như nhà vua tự xưng. Trong mưu toan hãm hại đức Fisher, đầu tiên, vua Henry buộc tội Ngài là không phúc trình các mặc khải chống đối nhà vua của Sir Elizabeth Barton. Sau đó, Ngài bị triệu đến để thề chấp nhận đạo luật thừa kế. Tất cả các quan trong triều đều tuyên thệ, ngoại trừ đức giám mục Fisher và Thomas More. Cả hai từ chối vì đạo luật này hợp pháp hóa sự ly dị của Henry, cũng như chấp nhận ông là thủ lãnh của giáo hội Anh. Cả hai người bị tống vào ngục ở Tower. Khi ấy, đức Fisher đã 65 tuổi và bệnh tật đang làm hao mòn sức khỏe của Ngài. Vào năm 1535, đức giáo hoàng Phaolô III tấn phong đức Gioan Fisher làm hồng y. Nhà vua lại càng thêm tức giận vì đã gài bẫy để đưa Ngài ra tòa về tội phản quốc. Ngài bị kết án và bị hành quyết ngày 22 tháng 6 năm 1535. Thi thể Ngài bị nằm nguyên ngày trên giàn chém và đầu của Ngài bị treo trên cầu London trong 2 tuần rồi ném xuống sông Thames. Thánh tích của Ngài hiện còn tại nhà thờ St. Peter ở Tower of London. 2 tuần sau, Thomas More cũng bị xử tử. Đức Gioan Fisher và Thomas More được Đức Giáo Hoàng Pio XI tôn phong Thánh tử đạo năm 1935. Lời bàn. Ngày nay, có nhiều vấn đề được nêu lên về việc tích cực tham gia sinh hoạt xã hội của linh mục và giáo dân. Đức Gioan Fisher đã trung thành với ơn gọi giám mục của Ngài
Ngài cương quyết duy trì giáo huấn của giáo hội. Lý do Ngài bị tử đạo là vì trung thành với Roma. Ngài đã can dự đến các sinh hoạt văn hóa cũng như tranh chấp chính trị thời bấy giờ. Sự can dự này khiến Ngài phải thắc mắc về tư cách đạo đức của người lãnh đạo quốc gia. Giáo hội có quyền, đúng hơn là nhiệm vụ, để cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.